Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bà con chăn nuôi cái máy cắt mỏ gà tự động xuất xứ Thượng Hải, Trung Quốc. Máy này công suất từ 200 đến 250W, tốc độ cắt 1.500 đến 1.800 con một phút, một giờ. Đây là thiết kế của máy, có một nút là điều chỉnh nhiệt độ, nút bên tay trái là nút điều chỉnh tốc độ lên xuống của lưỡi dao. Sau khi cắm điện khoảng dưới 30 giây thì lưỡi dao đã nung đỏ. Và ở trên đế của lưỡi mặt cắt thì có 3 lỗ. Đó là một lỗ cho gà dưới 1 tuần tuổi, lỗ 2 tuần tuổi và lỗ từ 3 tuần tuổi trở lên. Và chúng ta lưu ý nên là cắt mỏ gà càng cắt sớm từ 5 đến 7 ngày càng tốt. Bởi vì nếu cắt muộn thì gà sẽ bị đau nhiều và lâu ăn trở lại. Trên màn hình của quý vị và các bạn, đây là bác sĩ Đỗ Nguyễn Đức Luân đang tiến hành cắt mỏ gà cho trại Nhánh Đồng, Tiên Lãng, Hải Phòng. Gà đã được 3 tuần tuổi và chúng tôi đang tiến hành cắt ở lỗ to nhất. Và sau khi đưa gà mỏ gà vào, chúng ta giữ một lúc để cho máy lưỡi dao nó hàn luôn cái mỏ gà lại để cho tránh chảy máu. Chúng ta lưu ý khi chúng ta cầm gà là một tay ngón cái chúng ta giữ vào đầu gà, ngón dưới chúng ta giữ vào cái hàm dưới của gà, tránh cho gà không há mỏ ra, hoặc là lưỡi gà không đưa ra phía trước, tránh đứt lưỡi. Và trong một cái bố trí khung chuồng trại cắt, chúng ta chia ô của các đơn vị gà ra và chuyển vào lồng để cho người cắt mỏ chuẩn bị lấy. Và sau khi cắt xong thì chúng ta có thể đưa luôn ra ngoài cái quay này và chúng ta sẽ làm lần lượt với từng quay một để tránh cái tình trạng thiếu sót hoặc là có những con gà chưa cắt được. Và kết hợp với quá trình cắt thì chúng ta có thể phân loại luôn gà theo kích cỡ, trọng lượng của gà theo ngày tuổi để sau này quá trình chăm sóc chúng ta được chuẩn hơn. Với cái lưỡi hàn nhiệt như thế này thì gà sẽ hầu như không chảy máu và có thể ăn lại ngay sau khoảng độ 2 tiếng luôn giờ cái mỏ này. Sau khi mỏ xong cắt, vâng, bạn có thể thấy đó là chúng ta cắt 1/3 phía trước của mỏ, vâng, máu đã lên luôn, đã được đông khô lại luôn. Và với cái việc này thì sẽ làm cho các con gà rất là đều mỏ nhau, bởi vì là cái cỡ này chúng ta đưa vào trong kích cỡ là đấy sẽ bằng nhau, ok. Và các bạn có thể lưu ý là hôm nay là buổi sáng khi chúng tôi tiến hành cắt mỏ gà thì buổi chiều hôm trước đã được bổ sung thuốc bổ vitamin C, vitamin K để chúng ta có thể là cho cái việc đông máu ngày hôm nay được tốt hơn. Và lưu ý trong điều kiện thời tiết mát mẻ, chuồng khô ráo thoáng mát và đặc biệt là gà, tình trạng sức khỏe của gà thực sự tốt thì chúng ta sẽ tiến hành cắt mỏ. Và trên đây là video được thực hiện bởi công ty cổ phần chăn nuôi Sri Việt Nam, Nhanh Hải Dương, xin cảm ơn.